Đây không ai chỗ ai ân nhau thì lấy nhau sống với nhau là trùng thủy với nhau sống là hơi chúng thủy hết cuối cùng. Dạ. Vậy là lúc trước là ông bà thương nhau. Thương nhau như thế. Yêu nhau. Yêu nhau như thế. Xuất phát từ hai trái tim. Trái chứ tim. Không có ai dụ ai hết. Không dụ không ai. Không có miễn cưỡng gì hết. Đúng bà. Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hiện tại thì Bắp đang ngao du lạc lối trong một khu rừng. Bắp lên trên khu vực này để tìm hiểu những người nghèo và gửi gắm những món quà tình thương của cô chú anh chị mạnh thường quân. Đi đến đây thì Bắp tình cờ có thấy được một ngôi nhà nho nhỏ nằm khuất sau những bóng cây cao bên kia. Bên trong nhà thì Bắp có thấy hai ông bà cụ cũng khá là lớn tuổi rồi. Không biết cuộc sống của ông bà như thế nào. Thì Bắp mời cả nhà mình dừng chân tại đây và đồng hành cùng Bắp vào bên trong nhà để thăm hỏi sức khỏe của ông bà và xem cuộc sống của ông bà ra sao nha. Nếu mà thật sự ông bà khó khăn thì Bắp xin cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ cho ông bà. Tại vì thấy mấy người già mất khả năng lao động cũng rất là thương cả nhà mình. Nơi đây Bắp thấy họ trồng điều rất là nhiều. Phía trước ngôi nhà của ông bà thì Bắp có thấy một con suối từ trên núi chảy xuống bắc ngang ngôi nhà của ông bà. Hai bên hàng rào ngôi nhà của ông bà thì hình như là ông bà trồng đậu nè, rồi có mướp nữa. Phía bên trong nhà có những cây như là cây chuối nè, cây đu đủ. Rồi cái cây gì á, lạ quắc luôn, Bắp không biết luôn cả nhà. Bên này thì có nước luôn nè, mà không biết là cái nguồn nước này bắt từ đâu về đây. Đó, cả nhà mình nhìn xem nè. Hình ảnh ngôi nhà quen thuộc, làm bằng tre hoặc là cây của những người đồng bào Rắc Lây. Dạ, con chào gia đình mình. Dạ, cảm ơn các cháu. Dạ, sao cảm ơn con. Cảm ơn thì gặp mặt đứa nào gặp cảm ơn hết á. Dạ, con con vô trong này ông bà sợ con ăn trộm không? À, không có sợ ai là bà sống là mà thầy đại hiện bây giờ là phải có là có người quản lý. Dạ thế sợ không sợ, không sợ. Bởi vì an ninh trật tự thì dạ. Đảng nhà nước. Sợ cái gì? Không sao. Không phải người ta ăn tốt đâu mà sợ. Dạ. Không, không sợ con giật cái bình trà con bỏ con chạy hả? Chạy thì rồi lấy cái gì uống trà nữa. Không sao. Tự nhiên mà không sợ. Dạ con giỡn chút xíu á chứ giờ này chưa gia đình mình ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi là tư là ăn cơm rồi uống nước rồi tư là tối mới ngủ ngày không ngủ được. Dạ. Quá. Buổi trưa là không có ngủ. Không ngủ nóng quá. Dạ. Con thấy trên này mát mà. Mát rồi thì có lúc mát, có lúc thế này nóng quá. Sợ người ta vô giấc mình sao? Trời ơi. Sao? Phải đề phòng cảnh giác hả bà? Cảnh giác chứ mình. Cảnh giác mày ngủ trưa thế. Dạ. Hỏi ngủ trưa á. Dạ. Sao ở đây con thấy có nhiều căn nhà thế? Là căn nhà của ai? Mà con thấy một cái nè. Là bên đây có một cái nữa nè. Rồi bên kia một cái nữa. Bên kia là cháu làm tập. Để cho biết hay là biết làm hay là không biết làm. Để tập làm nhà. Dạ. Cho con Bảo Phạm hỏi là ông với bà có phải là hai vợ chồng không? Đúng. Dạ. Hai vợ chồng. Dạ. Rồi còn cái chị gái xinh đẹp này là ai? Là con của bà hả? Con cháu. Cha mẹ của chị chết hết rồi nhỏ. Dạ. Hai vợ chồng mình là lụm là nuôi này lớn lên này. Bà nó ba rồi mẹ nó chết từ nhỏ. Mình lụm bị nuôi. Đi đến đâu mà chết.
là mình thuê luôn nơi. Lâu lâu ông chồng là chết tiếp. Dạ, đây là chồng chị làm. Dạ. Trời ơi, sao hoàn cảnh gì mà nghiệt ngã dữ vậy? Gia đình khó khăn quá. Dạ, có nghĩa là ba mẹ của chị gái này là mất hết, lúc còn nhỏ. Rồi ông bà là cưu mang nuôi chị. Rồi đến khi chị lớn lên lấy chồng là cùng, chồng của chị mất luôn. Mất luôn, như thế khổ đó. Dạ. Trời ơi, thương dữ vậy. Chị buồn, chị khóc luôn cả nhà. Bắp cũng không cái cố tình mà muốn chết đâu, mà là cùng sống mà số phận chết như thế. Mình không đoán được. Chị gái ơi, cho em xin lỗi chị nha. Em không có cố ý là cái khơi dậy cái nỗi đau của chị đâu. Chị đừng có buồn em nha. Dạ. Dạ. Mà chồng của chị nguyên nhân như thế nào mà mất? Mất lâu chưa? Lâu, 4 năm rồi. 4 năm nay, bị bệnh hay sao chị? Bị đau, đau cơ, ông đi suốt ngày, đi bệnh viện rồi không có đỡ bất. Đau vào tơ và dưới gan. Đau tử dưới gan, có uống rượu nhiều không? Uống nhiều, không uống nhiều, uống ít thôi. Uống lâu lâu, uống một lần, có uống nhiều như người ta. Dạ. Mà do suốt phần ông chết vậy. Dạ. Hai vợ chồng có con cái gì không? Có. Dạ. 4 đứa con hả? Là cây sạch. Vậy là ba trai một gái. Dạ. Còn Út đây là 8 tuổi. 18 tuổi rồi thằng ở nhà. 18 tuổi thiếu. Dạ. Dạ. Con cái đi học thì ở dưới hay là ở trên này? Ở dưới. Ở dưới. Chị là ở trên này luôn hay sao? Chiều có về làng không? Có khi ở về, có khi về. Có lúc về, có khi ở trên này. Dạ. Con cái mình học xong rồi nó cũng lên đây. Dưới làng thì xa không chị? Xa. Dưới làng từ đây 11 cây. 11 cây? Ừ. 11 cây số thì chị đi bằng phương tiện gì? Như xe tải chở đi. Đi theo người ta. Là Quế Giang á hả? Quế Giang á. Dạ dạ. Khổ thế, không có xe mà đi. Người ta đi thì chị ngồi ở đây. Dạ. Sao không ở dưới làng cho khỏe mà lên trên này làm gì trên này? Dưới làng là đây mình chứa đây chứa đồ đặc mình đây cũ nè. Dạ. Nếu mình ở dưới làng thì chuối đây này trâu bò người ta này ăn hết luôn, về người ta ăn hết luôn. Dạ. Bò người ta thay như hồi nãy. Dưới đó thì không biết làm công việc gì để kiếm tiền đúng không chị? À, khổ. Ở dưới trên này là trồng cây này cây kia. Ờ, trong để mình có cái ăn, có cái ăn. Ăn. Mình trồng bắp một cây hay cây đu mình nướng ăn. Còn ở dưới đó thì mình trồng làm rễ cũng được. Rễ vẫn có nhưng mà cục đá cỡ này có, cỡ này có, cỡ này có. Dạ. Mình làm không có được cái gì. Con của chị thì lớn rồi đúng không? Đi làm chưa? Đi làm được đầu là đi làm ở Lâm Đồng. Làm ra tiền chưa? Được tiền nhiều không? Nó làm ít. Nếu một tháng họ nói là 3 triệu làm năm tiếng năm. Một tháng 3 triệu? Ừ. Một năm chắc được 13 triệu. Là một năm họ mới trả một lần hả? Ừ, như thế. Dạ. Chưa mình kẹt quá hết chợ thì mình điện qua thì họ đưa gửi về là 2 triệu đủ mình mua gà ăn. Dạ. Đủ mình mua thuốc hút. Dạ. Trời ơi, thương hoàn cảnh chị quá ha. Ông chồng sống thì ông đi kiếm tiền. Chị không có khổ như vậy. Chị thì không biết làm công việc gì ở trên này, chỉ biết trồng mấy cái cây thôi. Trồng cây gì chị? Trồng bắp, trồng cây đào. Cây điều? Cây điều. Bắp. Rồi khơi mì á hả? Khơi mì đấy. Dạ, dạ. Còn ông bà là ông bà có con cái gì không bà? Ông ấy đợi lờ ra là kẻ. Ba đứa tay là chết hết, còn một đứa con gái. Ba đứa trai mất hết rồi. Mất hết, khổ. Mất lúc nhỏ hay sao không? Lớn rồi con mất này, nhỏ con mất rồi. Là bệnh là sốt rét ấp tính này. Là bệnh là khổ, là bệnh là khẩn cấp mà bệnh sốt rét là cứu không nổi. Qua rồi bệnh viện cấp cứu không nổi. Mỗi một năm một lần chết kiểu đó. Là mất mấy đứa con. Dạ. Khổ. Ông ơi, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? Bữa nay là 68 tuổi. Dạ. Ông 68. Bà thì bà bao nhiêu? 70 tuổi. Bà lớn ông luôn.
như thế. Vậy là trước là bà dụ ông hay là ông dụ bà? Thì không ai dụ ai, ân nhau thì lấy nhau sống với nhau, là trùng thủy với nhau sống là hơi trúng thủy hơi cuối cùng. Dạ. Vậy là lúc trước là ông bà thương nhau? Thương nhau như thế. Yêu nhau? Vui nhau như thế. Xuất phát từ hai trái tim. Trái chứ tim. Không có ai dụ ai hết. Không dụ ai. Không có miễn cưỡng gì hết. Đúng không bà? Trời ơi, mà bà 70 tuổi mà răng bà còn đẹp quá hả? Dạ. Bà có ăn bắp không? Ăn chưa. Ăn bắp hả? Ừ. Ăn bắp mà răng còn đẹp vậy hả? Ừ. Có ăn mía không? Có. Ăn mía luôn? Ừ. Trời ơi. Mình thèm cái gì thì mình ăn được hết rồi. Vậy mà răng của bà còn đều hết luôn. Đều. Công nhận hay thiệt. Ôi, đẹp gái, xinh gái nữa kìa. 70 mà tóc chưa bạc luôn á. Toàn bộ là cái này là mình sống là mình ăn lá đậu đũa này, ăn sống ăn củ mì rồi cái bắp là mình sống lâu dài. Yeah. Một cái răng là không có gãy răng sớm này. Cái thứ hai mình là ăn là tiết kiệm những là gãy răng sớm những mỗi người khác nhau. Yeah. Trong thế hệ bây giờ giống như chú bây giờ là không bao giờ là bệnh hoạn cái gì hết, là răng vẫn còn khỏe, ăn cái gì được hết. Yeah. Ừ. Ông thì ông đi lại vẫn còn khỏe đúng không? À, đi lại còn khỏe. Dạ. Còn bà? Bà thì bệnh... Bà đi lại khỏe không? Bà yếu nè. Bà yếu. Thuốc uống mới dám mới đi được. Nhưng có thuốc uống thì... Bà bị phù chân hết. Dạ. Khổ. Trời ơi, con thấy cái chân ông bị sao vậy? Chó cắn. Chó cắn. Sao nó sưng dữ vậy? Bị chó cắn hả? Chó cắn. Chó đi giữa đường chó cắn. Rồi ông đi chích ngừa chưa? Chích ngừa rồi. Chích ngừa rồi là chích ngừa rồi uống thuốc rồi bồi thuốc rồi này. Dạ, bị lâu chưa ông? Sao sưng như vậy? Một tuần rồi. Một tuần bữa nay là giảm này. Hồi một bữa là phù chân này này. Một tuần vừa rồi. Là chích ngừa rồi xong rồi họ bồi thuốc này. Bác sĩ bồi thuốc. Ừ. Con tưởng... ông không chích ngừa luôn chứ? Rất chích là ngừa. Nguy hiểm. Nguy hiểm á, mà mình không bắt được chó người ta, mình đi bạn ngày mình là để ý mà bạn đi mình không biết, dạ. Cắn rồi nó chạy mất như thế. Dạ. Ừ. Cuộc sống hàng ngày của ông bà là làm cái gì ở trên này để kiếm tiền mình mua gạo mình ăn? Mình sống trên này thì lượm phần bò nè. Rồi có tới mùa đào á, thì mình hái đào. Cái này là để cuộc sống hàng ngày. Dạ. Là có cây điều, là ở đây mình có cây điều. Có cây chuối, chặt cây chuối bắn là để họ là mua gạo ăn. Rồi dạ. Nuôi là bản thân hai vợ chồng mình. Có dạ. Cây chuối bắn cho họ nè. Rồi cua mì họ thêm họ tới xin họ là lấy tiền. Ôi thương chú quá. Để cho chú ăn đi, không để cho chú này là phải là tìm được rồi cho chú là phải đưa tiền cho chú là để mua gạo ăn như thế cực khổ. Yeah. Mà có gà thì có một con hai con cũng bán nuôi là hai vợ chồng để ăn khổ. Yeah. Một ngày ông bà lượm được mấy bao phân bò? Một ngày có lúc là nắng thì được là 5 bao, là có lúc có trời mưa thế này là lụm không được thì đuổi mấy con gà với lại cây mì là bán cho họ thôi. Dạ. Kiếm gạo ăn. Một bao bán được bao nhiêu tiền ông? Là một bao là có lúc 12, có lúc 13, lên xuống mà. Cực khổ như thế. Dạ. Mà là họ không mua tới đây, mình chở là mình mang đi tới quán. Dạ. Ông chở đi bán đi mang quỳ đi bán cho chở đâu có xe em. Dạ. Mang quỳ đi bán còn xe đạp này chạy không được hả? Đi được mà dắt đi bộ. Dạ. Có xe đạp rồi mà dắt đi bộ, dắt cục phía sau một bao hàng ngày cứ chạy lên như thế. Dạ. Quán xa mà ở đây không gần. Dạ. Nhà mình còn gạo nhiều không ông? Gạo ít à, còn đủ ăn à? Đủ ăn rồi.
khu vực ông bà ở trên này á, ở nhà có điện đâu, có điện đó đúng không? À, không có điện. Dạ. Đốt bằng dầu lửa không mà. Dầu lửa hả? Dầu lửa. Trời ơi, không có đèn năng lượng mặt trời luôn hả? À, không năng lượng mặt trời. Giống thời ngày xưa không? À, thường giống thời xưa. Tối là đốt lửa ra nhà bếp để ấm. Ủa? Dạ. À. Ông bà là có 4 người con. Ờ. À. 3 đứa con trai bị mất. Ờ. À. Một người con gái thì lớn, lớn đi lập gia đình, có chồng rồi. Có chồng rồi. Bao nhiêu lâu thì con gái của ông về một thăm năm một bà? Lần. Trời ơi, một năm. Ờ, một năm một lần về thăm. Dạ. Ờ. Có cho ông bà tiền không? À, cho là có nhiều, cho nhiều có ít, cho ít à. Nó làm ngoài đó mà. Dạ. Ờ. Ôi. Giờ hai ông bà già nương tựa nhau sống thôi. Nương tựa nhau sống. Chứ chờ con gái biết khi nào. Ờ, chờ con gái mình cực khổ thế. Để này là ăn chắc chờ đợi mỏi mòn luôn. Ờ, khổ. Nước á, thì ông bà lấy cái nguồn nước từ đâu để mình sinh hoạt, mình uống này kia? Nước từ suối lạnh chè du, mà lấy từ suối lạnh chè xuống. Dạ, hồi nãy con đi thấy dưới kia có cái ống nước. À. Là bắt nước từ trên cao xuống hả? Trên cao xuống, ở trên đồi núi. Dạ. Ừ. Có nước quanh năm không ông? À, quanh năm. Hạn hán có luôn? Hạn hán có luôn. Dạ. Ừ. Nước đó để uống luôn? À, để uống luôn. Dạ. Vậy cũng đỡ ông ha? Ừ. Mà ông có nấu lại để uống không? À, nấu là nấu để uống, để pha trà buổi trưa như thế này. Dạ. Ừ. Hàng ngày là mình phải dự phòng bị bệnh sốt rét cái này cái kia, mấy anh trong rừng là mình phải pha nấu nước, rồi sáng sớm dậy sớm nấu nước uống, rồi để là sáng đi làm, trưa không nghỉ trưa mà lại là tranh thủ sự mà ta vô thế này thế kia mình bảo vệ nhà mình như thế. Yeah. Ừ. Ông bà dắt con đi vòng vòng ngôi nhà của ông bà đi tham quan chút xíu được không? Được. Dạ. Ừ. Ui, cái con mèo kìa. Nhà ông bà nuôi chó với mèo nhiều quá. Quá nhiều việc vừa ấy. Hay dữ liền à. Sao không? Ok. Chân đau hả? Chân đau. Dạ. Vậy thôi được rồi ông ơi. Ông cứ ngồi đây để con đi mình cũng được. Ngôi nhà này là của ai ông bà? Của mình không ạ. Dạ. Là của ông bà tự làm luôn. Rồi làm luôn. Trời ơi, nhà giàu ha. Mấy ngôi nhà luôn? Mới ngôi nhà. Dạ. Tranh thủ làm buổi trưa mà. Nhà tuy nghèo khổ nhưng mà rất sạch sẽ ngăn nắp cả nhà. Ông bà ở rất là sạch sẽ. Chị đi đâu vậy? Lấy gà cho gà ăn. Lấy gà cho gà ăn hả? Gà còn nhiều không? Ít à. Dạ. Cái chỗ này là chị ngủ hả? Chị ngủ bên này. Dạ. Rồi ai ngủ ra đâu, làm giường nhiều dữ hả? Đâu có ai ngủ, hồi đó ông xã chị làm đây nghỉ trưa bên này. Trời ơi. Đi bên này. Thì mà chị ngủ bên đó là không có được ngủ để được. Nhưng dạ. Bên đó là hành chung dây thế. À, chị ngủ ở đây. Có mùng luôn nè. Là nằm bên đó là nhớ chồng hả? Hành chung thế. Trời ơi, thương dữ vậy. Buồn lại khóc nữa rồi. Ôi, thương chị gái này quá. Chị bao nhiêu tuổi vậy chị? Chị không biết, chị 56. Mới nay mấy tuổi chị không biết rồi. Dạ, 576 chắc cũng bốn mấy rồi. Chắc 43, 45 nữa. Dạ. Trời ơi, thương quá, buồn. Nhớ chồng buồn. Tuổi thân khóc. Thôi cố gắng lên chị ha. Cảm ơn em. Dạ.
số phận của mình thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ chị. Cái chỗ này là để mình tắm thôi chị ha, đúng không? Dạ. Này là phía sau ngôi nhà cả nhà mình. Rất là sạch sẽ. Bác sĩ qua hướng bên này, quay cho cô chú chị mình xem. Này là cái bếp của gia đình. Còn trên đây là cái sạp đựng nồi chén gì đó. Rồi ông bà ngủ ở đâu? Dạ, ngủ trong này hả? Trời ơi, cả nhà mình nhìn xem mình thương chưa? Ngôi nhà nhìn thương quá cả nhà mình. Trong này nó thấp quá cả nhà. Nhìn nó hơi âm u xíu. Trên này khổ quá cả nhà mình ơi. Ông bà nuôi chó rất là nhiều. Rồi bắt đi gì vậy, bắt không dám đi nhanh, sợ nó thấy mình nó táp mình ẩu á. Này là cũng có một căn nhà chắc hình như là làm cái kho đựng đồ. Đất này là đất của nhà mình hả ông bà? Của nhà mình. Dạ, khai quang từ xưa tới giờ để ở hả? Từ xưa đến giờ mình ở lại mà. Dạ. Ừ. Từ ơn nhau mình đến bây giờ mình sống ở đây, mình để ở đây luôn. Dạ. Trời ơi, phía bên kia con thấy đâu chai nước ngọt nhiều chứ hả? Ông bà uống hả? Đi lượm. Đi lượm. Tưởng đâu mua uống mà dồn cả đống vậy chứ. Uống kiểu đó. Được, đi lượm mà. Lượm mà đuổi gạo ăn à. Dạ. Ừ. Mấy đưa cho mấy họ hàng rồi chưa thăm rồi tặng đem người này một chai, người kia một chai. Dạ. Rồi như đi lượm đồng hồ. Dạ. Nhà nước đi thăm quan Liên Hồ á, là mới lên trên này là mình thấy mình lượm. Dạ. Còn căn nhà phía bên trong kia là của ai ông? Của căn nhà không à, của cháu. Dạ. Đi lấy chồng xa rồi là mình dừng. À, của cháu bà. Ừ. Đi lấy chồng đi nơi khác ở rồi. Ừ. Là để trống. Để trống. Để trống. Chân nào bây giờ là của bà luôn. Ừ. Chân nào nó vô thăm cha mẹ thì nó ngủ. Dạ. Có khi đi thì đi. Dạ. Hàng ngày là ông bà ăn cơm với cái món gì? À, ăn cơm với cá khô. Dạ. Cá khô mình mua hả? Cá khô mình dặm. Rồi mình dặm theo ớt ăn. Dạ. Ăn cơm. Mà không có tiền mua cá thì dặm muối ớt ăn buổi trưa như thế. Dạ. Có nấu canh đồ ăn không? Có canh ăn, có đồ đũa, hai đồ đũa ăn. Nếu là không có thời gian thì thấy mệt mệt rồi ăn dưới cái muối với ớt à, ăn bữa cơm á. Dạ. Khổ quá. Ngôi nhà của gia đình mình đó ông ạ. À? Khi mà trời mưa lớn á, có bị dột không? Có bị dột. Mà trời mưa lớn dột và mưa gió thì tát vô. Dạ. Dột nhiều không ông? Nhiều. Ngủ được không? Ngủ mình bất trời mưa mình mới ngủ. Dạ. Bất trời mưa là mình mới ngủ, mà là trời mưa mình không ngủ được. Vừa dột vừa gió nữa. Dạ. Trên này có bị sấm sét nhiều không? Là sấm sét cả nhiều. Ở vùng miền núi mà sấm sét nhiều. Rồi nguy hiểm ha. Nguy hiểm. Mỗi lần nghe sấm sét sợ lắm ông ha. Sợ. Mà chú là không được ở gần gốc cây, mà mấy tảng đá không được ngồi. Sao vậy ông? Vì nguyên nhân bị sét đánh. Dạ. Không gần bụi cây, những cây và đá ở tống lỏng. Cây là cây lớn hả? Cây lớn, cây nhỏ. Mà cây nhỏ quá không sao, mà cây lớn thì là bị. Ở trên đây có cái vụ nào bị sét đánh chưa? Mà sét chưa có, mà sét đánh rầm rầm mà xanh quanh à, khu vực này. Mà mình chú phải phòng thủ trước,
phòng thủ. Ờ, phòng thủ trước mình sợ mà. Dạ, phòng thủ chạy đâu? À, tức là mình ngồi tại chỗ mà ở gần bụi cây không được. Dạ. Ờ. Nguy hiểm quá. Ờ. Hôm nay con có duyên biết được cái hoàn cảnh của gia đình ông bà. Rồi. Con thấy hoàn cảnh của gia đình của ông bà cũng rất là nghiệt ngã. Dạ. Cuộc sống thì rất là khó khăn. Rồi. Con sẽ xin phép cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng những món quà tình thương. Rồi. Đến gia đình mình. Rồi. Để tiếp sức giúp đỡ ông bà nha. Rồi. Dạ. Rồi. Mong ông bà nhận cái món quà này cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân vui nha. Dạ, dạ, con cảm ơn ông bà rất là nhiều luôn. Rồi. Dạ. Cảm ơn các giờ dạ. Thì con tặng quà cho ông bà nha. Rồi rồi rồi. Dạ. Rồi. Ông bà thích cá khô không? À thích chứ. Dạ. Ừ. Đây, con tặng cho ông bà là hai ký cá khô cơm. Rồi. Dạ. Cái cơm này là cá cơm biển. Rồi rồi, cảm ơn. Rất là ngon. Vừa ăn không mặn. Ừ. Dạ. Ừ. Ông đợi xuống đây không? Ông đợi xuống. Cái này là hạt nêm. Để nêm canh. Ông biết không? Biết hồi các cháu dặn chú biết mà. Dạ dạ. Mình nêm cái đó thì mình đừng có nêm bột ngọt. Nêm một thứ duy nhất thôi nha. Rồi rồi rồi. Dạ dạ, nêm ít thôi, nêm nhiều quá ăn bệnh đó. Rồi. Cái này là ông biết nè. Biết. Cái đó là gì ông? Bột ngọt cái này. Dạ đúng rồi. Rồi tặng ông một ký đường nữa. Rồi cảm ơn các cháu. Dạ. Chai gì không? Cái này là dầu ăn. Dạ đúng rồi, rồi. Dầu ăn. Rồi. Chai này chai gì? Cái này nước mắm. Dạ đúng rồi. Rồi. Chai này chai gì không? Hả? Cà phê hả? Cái này xì dầu hay sao? Dạ đúng rồi, xì dầu, chứ phải cà phê nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi con tặng cho ông bà một thùng mì nữa. Rồi rồi, cảm ơn cháu. Dạ. Đây, thêm 10 ký gạo nữa nha. Rồi rồi, cảm ơn dạ, cháu. 10 ký gạo. Rồi. Rồi con cứ mua bánh cho ông bà ăn đỡ buồn miệng. Rồi dạ. Dạ. Ăn cắp cháu. Dạ dạ. Rồi. Rồi, bánh này nữa. Rồi rồi. Bánh mềm lắm, dễ ăn lắm ông à. Mềm cũng được, cảm ơn các cháu chứ. Dạ. Ừ. Rồi, bánh này bánh đậu xanh, rồi, cũng mềm lắm. Rồi, được á. Ông bà thích không? Thích chứ. Cảm ơn các cháu. Uống trà là tuyệt vời luôn. Ờ, như thế. Dạ. Ờ. Một hộp sữa. Rồi rồi. Hộp sữa ha. Dạ. Ông lấy nước nấu nước nóng lên. Rồi rồi rồi. Dạ ông biết đúng không? Ông biết pha đúng không? Ông biết pha, cháu dặn chú biết mà cháu không dặn mà chú không biết. Vậy thế. Hả? Vậy là ông lấy sữa này, ông chế một ít ra ly. Rồi ông bắt nước sôi lên. Rồi rồi. Lấy nước sôi đổ vô. Rồi rồi. Quấy lên. Rồi. Cho nó tan ra đều hết. Rồi rồi. Đến khi mà nó nguội á thì mình uống. Ông nha. Rồi rồi. Dạ dạ ok. Cái này là nước rửa chén. Nước rửa chén. Dạ. Bà vui bà cười hả? Vui bà cười, cảm ơn các cháu. Đây là muối nè. Muối. Dạ. Một bịch xúc xích. Rồi rồi. Xúc xích để ăn cơm. Để con kho ăn cơm nha ông nha. Cái này là con kho ăn cơm ăn sống. Tức là ăn cơm trưa. Dạ. Ăn nước mắm ăn cũng được. Dạ. Rồi xà bông gội đầu. Rồi. Xà bông gội đầu cái này. Dạ dạ. Rồi rồi. Một chai dầu nóng. Dầu nóng để bóp tay bóp chân. Bóp tay bóp mỏi á. Là bà bị nhức mỏi kìa. Nhức mỏi á. Dạ. Đau khớp này. Xoa được. Dạ được. Dạ. Hay lắm á. Dạ dạ. Rồi con tặng cho hai ông bà là hai chai dầu gió. Dầu gió. Rồi. Dầu xanh đó. Dầu xanh. Để mình dầu Phật Linh đó, dầu Phật Linh á, mình bôi đầu. Nhức đầu thì mình bôi. Nhức đầu mình bôi. Đau bụng thì mình bôi luôn. Bôi luôn. Dạ. Ông bà vui không? Vui chứ. Dạ. Rồi hết luôn. Rồi. Ông thấy ông bà thấy quà nhiều không? Quà nhiều. Cảm ơn các cháu á. Dạ. Cảm ơn các cháu. Và con sẽ tặng cho ông bà một ít tiền nữa. Rồi.
để ông bà dùng số tiền đó phòng thân. À. Những lúc bệnh tật ốm đau gì đó, dạ, thì ông bà mua thuốc uống. Dạ. Hoặc là thiếu thốn gạo thóc gì đó, à, mắm muối này rồi, kia. Rồi. Rồi ông bà lấy số tiền đó sử dụng mua nha. Dạ dạ. Dạ. Con xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cho gia đình mình biết cái tên những cô chú đã giúp đỡ gia đình mình nha. Rồi. Dạ. Chị Thiên Thần ở bên Úc 200.000, anh Trần Ngọc Châu ở Cali 100.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh Châu hết rồi anh à. Cô Trang ở Cali 200.000, dì Hai Vui ở Úc 500.000, chú Thân Niệm ở Mỹ 200.000, chú Trần Văn Thí ở Cali 200.000, cô Nguyễn Thị Phải ở Cali 200.000, chị Trần Thị Chi ở Cali 200.000, chị giấu tên ở Đồng Tháp 200.000. Em xin thưa với chị giấu tên ở Đồng Tháp, cái quỹ của chị cũng hết rồi. Cô Úc Kiều ở Cần Thơ 200.000, cô Nguyệt ở Hà Lan 200.000, cô Phan Thanh Nhàn ở Mỹ 200.000, bác Minh Mẫn ở Mỹ 200.000, cô chú Hương Trần ở Cali 200.000, cô Hai quận 4 200.000, cô Thuận quận 2 200.000, chị Ngọc Dung ở quận 12 200.000. Em xin thưa là cái quỹ của chị Ngọc Dung cũng hết rồi chị à. Chú Sơn Trần ở Mỹ 200.000, cô Lan ở Đức 200.000, anh Bình Đào ở Mỹ 200.000, chị Maria Quý ở Cali 200.000, cô Thư quận 9 200.000, cô giấu tên ở Pháp 200.000. Tổng số tiền Mạnh Thường Quân trao tặng cho gia đình mình là 4.800.000. Cô mua tất cả những số quà đó hết á là 1.262.000. Lấy 4.800.000 trừ cho 1.262.000, số tiền còn lại con gửi cho gia đình là 3.538.000. Dạ. Bây giờ con gửi tiền mặt cho ông bà luôn nha. Dạ. Dạ. Em sẽ hỗ trợ cho chị một ít tiền trước ha. Rồi. Chị ngồi xích lại giùm em cái. Chị biết tờ này bao nhiêu không? 200. Rồi. 400. 600. 800. 1 triệu. Em sẽ hỗ trợ cho chị là 1 triệu đồng. Cảm ơn em. Dạ. Còn số tiền còn lại bắp xin phép hỗ trợ cho ông bà. Tại vì ông bà già lớn tuổi rồi, mất khả năng lao động rồi. Rất là thương. Rồi ông ông biết tờ này bao nhiêu không? 200.000. 200. Ừ. 400. 600. 800. 1 triệu. 1 triệu nữa là 2 triệu. À. Chào ông nha. 2 dạ. triệu. Rồi con gửi cho bà nha, cho bà vui nha. Rồi, bà biết bao nhiêu không? 200. 400. 600. 800. 1 triệu. 1 triệu nữa là 3 triệu rồi. Dạ. 3 triệu 2. 3 triệu 4. 100 nữa là 3 triệu rưỡi. Dạ. 3 triệu rưỡi 38.000. Là con đưa cho ông bà là 40.000 luôn. 3.540.000. Dạ, đủ số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân dành tặng cho ông bà rồi nha. Cảm dạ. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương và giúp đỡ cái hoàn cảnh của gia đình mình. Rồi. Gia đình mình có đôi lời cảm ơn gì gửi gắm đến cô chú không? Gia đình mình là cảm ơn các cháu là tới con chú gặp chú thế này là rất cảm ơn các cháu. Chú là con gì quý hơn các cháu như thế. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Con cảm ơn gia đình mình nha. Ông bà, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng kèm theo một lời chúc là chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe và bình an. Dạ. Thôi bây giờ là con cũng xin phép con về luôn. Khi nào có dịp có duyên á, thì con sẽ quay trở lại ghé thăm ông bà sau nha. Yeah. Dạ. Con cũng chúc là ông bà và chị, nói chung là gia đình mình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bình an, Tết đến đông đầy. Chào xuân năm mới nha. Dạ. Mà cháu cho tiền là cái gì mà tặng cho cháu lễ nữa? Dạ không cần, con không cần đâu.
Nếu mà ông bà có con gái tặng con gái cũng được, còn có thôi. Mà con gái lấy chồng thì xa rồi. Vậy thôi, vậy thôi. Gần thì tặng rồi. Được rồi. Dạ. Có chồng là về nhà là giữ nghi là giữ quýnh mà. Quýnh thì chạy thôi. Có giữ rồi mà ân chữ khác. Đánh đỡ đuổi đi cho tiền lấy. Thôi con nói giỡn với mai mốt mà nhà con thấy nhà ông bà có chuối nhiều đúng không? À. Mai mốt con chạy ngang qua đây con đói bụng ghé xin trái chuối được. Nha. Rồi con cảm ơn ông bà. Rồi. Một lần nữa bắp cũng xin khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị mà thường quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Bye bye gia đình mình, bắp về. Bye bye, con về nha.